em cũng đã từng đổ vỡ. Em có một bé trai 9 tuổi thì anh ấy cũng cũng ly hôn, thì anh cũng có 4 đứa con ở bên Mỹ. Dạ, con anh lớn chưa anh? À, con đã lớn rồi, đã ra trường đại học hết. À dạ. Thật sự là mình về quê là để đi ra gà rồi mới tới nhà của Ngọc. Thật sự là lúc đó mình chưa biết nhiều về Ngọc, mình cũng chưa có dám thể hiện cái tình cảm. Mình chỉ thấy là dễ thương, hiền, nhà quê. Mình thật sự thích là con gái nhà quê chứ mình không thích môi son. Nói anh đâu dám nhìn đâu, bắt gái đang ngồi trước mặt anh, anh thích, anh chỉ thấy cái đùi của Ngọc trắng tươi thôi. Em chỉ cúi xuống em, anh liếc được cái đùi thôi. Em xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên là Mỹ Ngọc, em đến từ Bến Tre, năm nay em 31 tuổi. 31 hả cưng? Dạ. Công việc của Mỹ Ngọc là gì? Dạ em là một doanh nghiệp nhỏ thu gom và xử lý rác thải tại huyện của em á. Ở huyện Bến Tre. Dạ. Còn anh ạ? Dạ chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thuận, Anthony là tên Mỹ. Em từ bên California ở Mỹ. Dạ đây. Dạ. Anthony. Dạ Anthony là Anthony. Tên Mỹ. Dạ. Tên tiếng Việt Nam là tên Thuận luôn. Tên Thuận luôn. Dạ. Thuận. Dạ. Thuận. Dạ. Xin được chào anh Anthony Thuận. Anh Thuận năm nay là bao nhiêu cái xuân xanh? Gần 60 năm cuộc đời rồi. Như vậy là mới năm mấy thôi? Mới năm mấy thôi. 56. 56 tuổi. Dạ. Anh Thuận hiện giờ là công việc của anh là gì? Công việc của Thuận đó là nhà thầu chuyên về kiến cho cửa hàng thương mại. Kiến cường lực. Kiến cường lực. Nhưng mà bây giờ là anh, công ty anh là ở Việt Nam, ở bên nước ngoài? Bên nước ngoài. Dạ. Vậy là anh Thuận là sống ở bên kia đúng không anh? Dạ đúng vậy. Anh đi đi lại lại á chị. Dạ. Anh đi lại lại chứ không có ở như thế. Không biết là cơ duyên nào mà khiến mà anh Anthony ở Mỹ mà gặp một cái cô gái ở Bến Tre. Xuất Bến Tre. Lại gặp nhau như vậy. Dạ. Em ở dưới quê thì thật sự là hai tụi em á là nửa cuộc đời gặp lại. Thì em cũng đã từng đổ vỡ. Em có một bé trai 9 tuổi thì anh ấy cũng cũng ly hôn, thì anh cũng có 4 đứa con ở bên Mỹ. Dạ. Con anh lớn chưa anh? Con đã lớn rồi, đã ra trường đại học hết. Thì tụi em không, hai phương trời cách biệt, không biết ai là ai hết. Thì đến một ngày đó là dì bà con của em là bạn của gia đình á, bên anh của anh này đi dự chung một cái tiệc, đi chơi chung, thì mấy tình cờ gặp anh này. Anh này mới có cái tâm sự là ông muốn về Việt Nam, anh tìm một người vợ để chung sống sau này vậy đó. Thì tôi mới nói thôi, vì đó đó mới nói là ở dưới quê có nhỏ cháu, thôi về dưới đi, bé này chắc chắn là con thấy con sẽ chịu. Thì qua ngày hôm sau, em của ảnh mới dẫn anh xuống dưới quê em mà không biết đường vô nhà em nữa. Đi dọc đường thì phải hỏi thăm rồi mới vô được nhà em. Rồi sau khi vô nhà em như thế nào thì chồng em chia sẻ. Rồi Anthony lần đầu tiên gặp cô gái này, cô gái Bến Tre này có phải lòng không? Thật sự là mình về quê là để đi ra gà. Rồi mới tới nhà của Ngọc mà mình cũng không biết Ngọc là nhà mà mình được giới thiệu. Mọi người cứ xôn xao chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống. Nhà em thì phải nấu ăn. Nấu ăn để đãi anh này. Tự nhiên thì em mới lên, nói ủa anh đâu? Anh gì đó đâu? Ủa anh đi đá gà. Kêu trời ơi, sao anh đi đá gà? Xuống coi mặt tôi mà tự nhiên đi đá gà. Đi đá gà. Em cũng làm thân thôi. Em vô cái đi cho đâu nửa tiếng sau thì mới về. Xong mới về thì đi trong đó, lần đi thì có hai người, ảnh và người em của ảnh. Thì anh này rất là bình dân chị. Thì anh không có tỏ vẻ gì là Việt Kiều. Thì dưới quê mình em cũng tưởng tượng ra là Việt Kiều thì chắc anh cũng sẽ khác mọi người. Sao em cũng thấy anh đi dép Lào, anh nói ủa vậy ai Việt Kiều, ai Việt Nam? Rồi ai là chồng em? Cái xong rồi anh đó anh ốm ốm á. Rồi cái xuống vô bàn ăn thì chị Hồng Vân biết á, ở dưới quê mà có một người khách lại là trả nhà, trả một cái gia đình. Nhào ra coi mắt. Nhào ra coi mắt đó, đúng vậy đó, đúng thật. Mẹ em, anh chị em. Nói chung là dòng họ ra đó. Dòng họ ra, xuống một bàn xong rồi mọi người cứ đẩy em. Ngồi kế anh đi, ngồi kế anh đi. Thì bắt đầu ngồi kế để cuốn cho anh này ăn đi. Hai đứa đâu có nói gì được. Em chỉ có hỏi là anh về được bao nhiêu lâu rồi. Thì khi chừng nào anh đi thì anh cũng trả lời em đúng hai câu rồi nghe xong cái nửa tiếng sau ăn sạch cái bàn rồi đi về. Nhưng mà lúc mà em ngồi kế bạn này, Ngọc ngồi kế anh, thì lúc đó anh đã nhận diện được là đây là cái người con gái mà gia đình muốn giới thiệu cho anh đúng không? Đúng vậy. Dạ. Lúc đó Ngọc ngồi kế bên và người em trai nói là Ngọc ngày kế bên anh Sáu đi, thì lúc đó mới là biết là được giới thiệu. Dạ. Thì lúc đó dạ, anh cảm nhận về Ngọc như thế nào, anh có thích không, anh thấy cái nét đẹp này có phù hợp với anh không? Thật sự là lúc đó mình chưa biết nhiều về Ngọc, mình cũng chưa có dám thể hiện cái tình cảm. Mình chỉ thấy là dễ thương, hiền,
nhà quê, mình thật sự thích là con gái nhà quê. Chứ mình không thích môi son rồi trang điểm nhiều. Mình thích thật sự là một người con gái Việt Nam ở nhà quê. Anthony thì hơi nhút nhát, thành ra thật sự là cũng không có dám ăn nhiều, cũng không dám nhìn. Sau này cái ấn tượng đầu tiên mới hỏi anh Sáu thấy sao, Ngọc sao, nói anh đâu dám nhìn đâu. Bác gái đang ngồi trước mặt anh tới, anh chỉ thấy cái đùi của Ngọc trắng tươi thôi. Tại vì cúi xuống đâu vậy? Em chỉ cúi xuống thôi, anh liếc được cái đùi thôi. Em gặp ảnh thì em thấy thích ảnh không? Dạ em thấy cái người đàn ông này hiền chị. Anh anh vô nhà em anh bình dân, anh giống như là anh rụt rè nhút nhát. Nhưng mà sau này em mới biết anh diễn chị. Rồi sau đó thì anh Sáu có lấy số điện thoại của cô gái Bến Tre này không? Sau đó thì Anthony có xin số điện thoại của Ngọc. Nói là để về anh sẽ có dịp và gọi lại và để tìm hiểu nhiều hơn. Anh lấy số điện thoại em về, 4 ngày sau anh mới gọi cho em. Lý do gì sao vậy anh Sáu? Bị mất điện thoại hả? Cái em á là vậy nè, tâm trạng ủa mình đâu có nên nổi tệ đâu mà sao ổng xin số điện thoại mà giống không gọi. Cho tới một ngày á đẹp trời là buổi chiều đó là ổng gọi, là ổng tại vì ảnh xuống em 3 ngày sau anh phải trở về Mỹ. Thì lúc ảnh điện cho em á, em thấy cái số lạ gọi cho em thì em ủa alo nè anh Hiệp nè, em nghe là em tức rồi chị. Em tức cho em mới nói vậy em cũng lịch sự em chào anh, thì anh cũng nói là anh lấy số điện thoại em nhưng mấy ngày nay anh bận quá, anh không có thời gian gọi cho em, giờ anh về tới phi trường rồi Hàn Quốc rồi. Anh còn lại ít tiền trong cái xuyên Việt Nam này nè, anh gọi cho hết luôn. Trời ơi, anh Sáu thiệt hà, dễ sao luôn. Trời ơi, em nghe em cũng tức nghe vậy nhưng mà em cũng thôi em ráng em là kìm sợ, em kìm, em nói chuyện. Thôi bây giờ anh nói ra đây rồi về bển á, anh mới FaceTime, nói chuyện với em sao nha, em nói dạ. Đúng là trong đầu anh nghĩ vậy thiệt luôn hả? Không, thật sự là giữa hai gia đình quen biết với nhau, thường cảm thấy hơi ngại là thứ nhất là mình hơi lớn tuổi, gần như là gấp đôi tuổi của Ngọc. Thì mình cảm thấy hơi ngại cái tâm lý của mình, mình cảm thấy hơi sợ sệt nữa. Thứ hai là hai gia đình quen biết thân nhau quá. Thuận thì thích ham chơi, ngày xưa thì nó thật sự là về Việt Nam cũng một năm mấy là mình cũng có quen một vài người, nhưng mà cái tình cảm thì nó không đi tới đâu hết. Rồi mình sợ mình tiến tới rồi mình đi rồi mình để lại vết thương cho người khác, và sự mang tiếng của gia đình người lớn giữa hai bên là thân thiết với nhau, thành ra rất là sợ vấn đề đó. Có nghĩa là trong 3 ngày là anh suy nghĩ đó đúng không? Dạ, suy nghĩ cho chín chắn. Chứ không phải ham chơi đúng không? Hơi. Sau khi mà anh về Mỹ rồi á thì 7 tháng tụi em qua lại bằng điện thoại thôi. Mà trời ơi, em nói chị ông Dân nghe là em phát hiện sự thật phũ phàng không à. Coi như là anh không quan trọng em chị. Mà không biết sao em mắc nợ ổng hay sao á. Tại vì gia đình á hy vọng em là người sửa đổi ảnh cho ổng bớt đi chơi lại. Thì ở giờ Việt Nam với giờ bên Mỹ thì nó là cách xa em biết rồi. Nhằm khi em nói, em nhìn đồng hồ nó ủa 1 giờ sáng anh đâu còn ngoài đường nha anh. Đi chơi là em nói chị Hồng Vân bất chấp. Còn mỗi lần thí dụ sực nhớ tới mới điện cho em. 7 tháng trời dạ. Yêu xa như vậy, tới lúc nào thì anh cảm nhận là anh yêu Ngọc? Dạ thật sự là Thuận còn nhớ lại Ngọc có nói câu này nè. Ngọc nói là đây là lần cuối cùng cho anh. Nếu mà anh cho anh một cái cơ hội và cho Ngọc một cơ hội để mình làm lại cuộc đời, cứ tình trạng kéo dài về hoài mình cũng không đi tới đâu. Đúng rồi. Thì tại sao anh không cho anh một cơ hội? Thì lúc đó mình nghĩ lại, thôi thì mình sẽ về. Tại vì còn 2 ngày nữa là 3 ngày nữa là tới Tết, Tết mình đó chị. Em mới nói thôi bây giờ em cho anh một cơ hội cuối cùng và anh hãy nhớ. Còn anh không về, tại em có chồng nha. Thì anh quyết định bay về gần 27 Tết luôn. Là sợ mất giờ. Dạ, là sợ mất. Rồi lần đó anh về á là hai người là chính thức là coi như đặt vấn đề là sẽ đi đến hôn nhân luôn. Dạ, phải không? Chưa. Hay là vẫn chưa? Chưa. Về để thử em. Trời, về để thử em chị. Thử là sao ta? Thử em coi em có thương thiệt không, em có ý đồ xấu xa gì không hay nhưng là mà, em... Nhưng mà bằng hình thức nào? Dạ là giống như về vậy nè, anh nhất quyết nha, anh không ngủ nhà em. Anh ngủ ở hotel. Đúng là 3 giờ sáng. Lúc đó là 3 giờ sáng rồi, mệt lã người rồi. Cái em cũng giả bộ nha, em nghĩ là người ở bên đó là người ta rất là thoải mái ở cái chuyện tình cảm đúng không chị Dân? Thì tài xế xách vali đồ vô phòng, các em cũng thử em vô nha. Cái ổng vậy nè, thôi em về nhà ngủ đi. Về nhà ngủ đi. Em thôi em cũng đi về em thử coi sao nha. Em đi về nhà mà chị biết nhà đổ dưới quê á có 100.000 đi mà. Là tưởng tượng cỡ nào rồi đó. Là tưởng tượng cỡ nào, vali phải thải dưới đất. Rồi ảnh thì ảnh nằm cái giường, nói chung là không có nước nóng nước lạnh gì tắm á. Em thải vô đó tự sống luôn. Rồi cái tới cái đêm 30 thì đi đón giao thừa. Cái ở dưới quê em á mỗi năm chỉ có đốt pháo bông một lần là đi 30 thôi chị. Cái đi ăn uống với gia đình xong rồi về thì lên xe em chở, anh đâu có ngồi xe, anh đâu chở xe không ra được, em chở. Rồi sao cái chút nữa vô chở anh vô nhà trọ rồi
ở là anh nói chuyện chút. Cái em biết mà tự nhiên trong lòng em suy nghĩ là chị Hồng Vân, em thấy em tội nghiệp tại vì anh cũng đi quá trời xa về thăm em. Vô khách sạn rồi thì ông có nói chuyện gì đâu. Ông hành động. Dạ ông hành động. Ông anh bắt đầu hành động. Trong lòng em thôi như vậy, Thuận này cũng đã tính toán rồi, nói là đêm nay hứa Ngọc cho dẫn đi coi pháo bông. Nhưng mà theo vậy thôi, pháo bông mà về nhà mình đốt pháo nó hay hơn. Thôi. Thế là sao anh không, anh phải chờ tới đêm 30 mà không phải là cái ngày anh về hoặc là hôm sau? Tại vì mình nghĩ suy nghĩ một vài ngày rồi, thật sự là mình lúc đó mình mới thấy thích và thương Ngọc. Rồi thứ hai nữa mình để dịp, nhưng đúng là sinh nhật của Ngọc cũng là ngày 1 tháng 1, cũng trong cái Tết, để làm cái kỷ niệm và hy vọng là trong tương lai nó sẽ xảy ra liên tục như vậy hoài. Sau cái đêm đó là hai người đã là của nhau rồi. Dạ. Thì dạ. Là anh có đặt vấn đề, lúc ấy anh có nghĩ là khi mà như vậy rồi thì anh có đặt vấn đề anh muốn cưới Ngọc liền không? Có. Bao nhiêu lâu thì cưới? Bao nhiêu lâu? Dạ 9 ngày. Hả? Dạ. Trời cũng chậm ghê anh ha. 9 ngày lâu quá. Coi như là cỡ mùng 9, mùng 10 Tết. Dạ mùng 9 đó. Dạ. Anh cưới Ngọc xong rồi thì anh ở Việt Nam được bao lâu? Hay là anh lại phải trở về Mỹ liền? Anh về được có 2 tuần thôi chị. Có nghĩa là anh cưới xong là ở dưới quê. Dạ dưới quê. Ở quê là. Coi như anh về được 2 tuần là anh hốt được bà vợ luôn. Dạ. Rồi xong anh trở qua Mỹ lại luôn. Dạ. Cái lúc mà đám cưới xong á, chị Vân biết 3 tháng sau anh về thăm em á, gần 10 ngày nữa anh mới về á, anh không liên lạc em. Anh không điện thoại, anh cũng chơi trò mất tích đó. Dạ mất tích với em 10 ngày mà chỉ biết trời ơi, tự nhiên tâm lý em nó thiệt, em giống như là em muốn em trách nặng luôn. Em căng thẳng nặng luôn mà chỉ biết em gửi cho anh biết bao nhiêu tin nhắn. Em gọi không được, em gửi tin nhắn, em nói đủ thứ hết. Ổng cũng vẫn im re. Rồi một ngày đó tới trưa cái bữa đó xe ổng về tới trước cửa nhà mình luôn. Em thì em ở trong phòng em không biết. Chị dâu em mới chạy vô nói Ngọc chồng về kìa. Em mới nói chồng con gì, ổng đi hôm bữa giờ ổng có điện đài mất vậy em đó. Mất tích. Dạ, em nói vậy nha. Chồng mới về thiệt kìa. Tới tự nhiên em mở cửa ra, em thấy anh chả đứng dần dần trước cửa phòng em. Trời ơi, với anh chị Vân biết bao nhiêu cảm xúc nó luồn vậy. Em tưởng là nếu mà anh không dịnh em lại là em xỉu á, em tức á. Anh ôm em lại mà em run bực vậy mà. Nhưng mà anh ơi, tại sao anh lại làm như vậy? Có nghĩa là anh 10 ngày mất tích không liên lạc với Ngọc, anh muốn làm cho Ngọc surprise hả? Thật sự là muốn làm surprise và thử lòng Ngọc như thế nào trong những ngày chờ đợi coi Ngọc có làm gì sai hay không. Thật sự là thật, lúc đó là cũng đam mê câu cá. Mình câu cá trên tàu là tùy theo cái chuyến đi của mình. Dạ. Từ 4 cho tới 7 hoặc là tới 14 ngày để đi câu cá thu á, thì không có bao giờ liên lạc được hết trơn. Và trong cái chuyến đi đó thần không có liên lạc với Ngọc. Và cũng trong cái chuyến đi lợi dụng để mà thử Ngọc luôn. Rồi mình về bất tình lệnh để mà mình hiểu rồi. Rồi lần đó là anh cảm thấy tự tin và anh tin tưởng Ngọc hoàn toàn đúng không? Cái lần đúng như vậy. Sau khi thử lòng Ngọc rồi thời gian biết Ngọc, tự động mình thay đổi. Có nghĩa là bây giờ anh rất nghiêm túc trong cái cuộc hôn nhân này. Đúng như vậy. Bây giờ hai người đang rất là happy rồi gì đúng không anh? Dạ. Dạ. Rồi anh đã xem chương trình này nhiều rồi. Dạ. Anh có biết nó đến một cái đoạn mà nó rất là cao trào mà ai cũng thú vị á. Anh nghe Ngọc cười chưa? Bây giờ Anthony nói cho chương trình biết là Ngọc có những tật xấu gì? Thật sự từ ngày lấy Ngọc tới bây giờ, Ngọc thật sự là thật xấu, thật sự là không có. Thỉnh thoảng có chút nghi ngờ thôi. Ghen đó, nghi ngờ. Rồi gì nữa nè? Rồi mỗi lần khóc thì không ăn, rồi bị đau bao tử. Vậy thôi. Nhõng nhẽo, cái nhõng đó nhẽo. Là tôi gọi là nhõng nhẽo đó. Mỗi lần không ăn thì anh làm gì để cho Ngọc ăn? Thì phải năn nỉ. Năn nỉ lâu không Ngọc? Ăn nỉ như vậy nè, em ăn đi, em không ăn đau bao tử rồi nha. Em phải giữ gìn sức khỏe, vậy thôi. Dạ, tại vì anh ơi rất là kiệm lời chị. Tới bây giờ cũng vẫn chưa bao giờ hỏi. Em kia em hỏi nha, chồng ơi, anh thương em không? Không thương sao, anh về vậy? Cứ vậy hoài. Không thương thì sao anh cưới em? Thay vì là anh cũng thương em. Không, cứ vậy thôi. Rồi ông có tật xấu gì không em? Là anh mê chơi. Trời ơi, em với ảnh nó khác biệt, nó trái ngược lắm luôn. Em thì giống như bà cụ non vậy, em thích nhạc bolero. Đúng rồi. Ảnh thì nhạc hit hot gì giật gì, ông nghe nhạc em nghe không nổi luôn á. Có cái là gì nè, em muốn ảnh là ảnh cũng phải cưng em, anh thể hiện. Không bao giờ chị ơi. Tức là không có lãng mạn. Dạ, không. Ảnh cứ xa xa em vậy á. Mỗi một lần về, anh, em nhắc nha, chuyến này mà anh đi đâu ngồi gần mà không ngồi gần em, ngồi xa em mất vợ gán chịu nha. Ồ, vậy hả? Rồi, có cải thiện không? Đỡ chị, đỡ. Mới lần này nè, lần này về, anh,
xong bao giờ anh hôn em hết vậy? Anh không hôn em, mốt người khác hôn ráng chịu nha. Anh sẽ về, anh sẽ cải thiện. Chứ nói vậy thôi, chứ cũng không có làm như anh còn cái khoảng cách đó với em vậy đó. Giờ em muốn anh sửa đổi cái đó, đã thương em rồi. Em cũng thật sự với chị là em thương anh thiệt lòng. Qua cái chương trình này á, em đăng ký là em cũng muốn là để cho anh có cái lòng tin để vợ chồng mình sống những ngày còn lại. Giống như em cũng muốn để cho mọi người hiểu em là em thật sự lấy ảnh là em thương bằng cái tấm lòng của em, bằng trái tim của em. Đúng rồi. Anh, bây giờ em nói nghe nè. Thực sự mà nói, hồi nãy lúc mà hai người bước ra đó, mà khi anh chưa nói số tuổi của anh đó, thì em không bao giờ nghĩ là cái tuổi của anh nó là như vậy. Nhìn anh rất là trẻ. Cảm ơn. Nó trẻ từ khuôn mặt cho tới cái phong thái của anh. Chính vì ảnh mê chơi nè, ảnh mê nhạc trẻ. Dạ, thì anh mới bù trừ lại cho em là em là bắt đầu em bị già so với tuổi của mình. Dạ, đúng rồi. Đó thì thành ra là em với ảnh mới tương xứng. Dạ. Và em hiểu được ý của Ngọc là tại sao muốn anh và Ngọc lên chương trình này. Là để cho Ngọc tạo cái niềm tin và cái sự tự tin ở anh. Là Ngọc yêu anh là bằng trái tim và cho tất cả mọi người thấy là đây là chồng của tôi. Dạ. Tôi rất là hãnh diện khi tôi có một người chồng như thế này. Dạ. Thành ra là em nghĩ cái mong muốn của Ngọc đối với anh là hoàn toàn chính xác. Anh thoải mái đi anh. Dạ. Thoải mái thể hiện tình cảm. Quên cái này nói nghe là hai người muốn có con chung không vậy? Dạ muốn lắm luôn á. Em mới lên chương trình này á là em nghe nói anh Quốc Thuận á là anh ông mụ. Anh mụ. Dạ. Ông mụ. Dạ đúng rồi. Chúc liền. Giờ trước khi coi như chào tạm biệt hai vợ chồng. Dạ. Đó thì anh chúc cho Anthony với Ngọc nghe. Dù ở đâu đi nữa cũng là cũng luôn luôn dành tất cả những thời gian, những suy nghĩ về nhau, yêu thương nhau. Dạ. Và đặc biệt là qua năm sau là bác sĩ báo tin vui. Dạ. Đó. Dạ, cảm ơn. Nếu kịp tháng 12 qua Noel báo tin vui luôn. Dạ. Đó. Đợt này là phải có tin vui. Qua năm sau là em bé xuất hiện. Chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và quý khán giả. Chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Rồi, mà hai em giới thiệu về mình. Em tên là Dương Văn Hiền. Dạ, năm nay hiện tại em là 31 tuổi. Hiện tại em đang ở Long Khánh, Đồng Nai. Hiện tại đang công tác tại công ty MC Vina. Còn em? Dạ, em tên là Mai Thị Hạnh. Em ở nhà làm nội trợ. Em 31. Dạ. Em đang ở Đồng Nai. Dạ, em đang ở Đồng Nai. Hai em cùng là quê Đồng Nai thì chắc chắn là hai em là quen ở Đồng Nai. Tôi đoán nghe. Dạ, dạ. Cặp này chắc chắn là quen nhau ở Đồng Nai đúng không? Quê ở Đồng Nai. Sống ở Đồng Nai làm gì cái Đồng Nai? Chắc chắn hai em. Chắc em quen nhau ở Đồng Nai. Đúng rồi. Không thể nào quen nhau ở Đồng Xoài được. Nhà em với nhà vợ em thì cách nhau có khoảng hơn 30 cây số. Lúc trước á là em làm ở Sài Gòn. Thì làm chắc cũng được 6 năm á. Thấy cuộc sống Sài Gòn nó chật chội quá. Thì với lại ba mẹ cũng lớn tuổi rồi nên thôi quyết định về quê làm công việc tiếp thị bán hàng đó anh. Rồi sau đó là mới gặp vợ. Dạ đúng rồi. Vợ kể chị nghe. Bữa đó là đi xuống dưới nhà cô chơi á, cái gặp ông xã đi làm, ổng vô đó ổng bán đồ cho cô. Rồi ổng có ban quan tiếp thị em không? Dạ không. Cô có ghẹo. Sao cái thằng này đen dữ vậy trời. Cái này quay lại kêu con người không ông mà. Em nói là cái này chắc nướng chứ hơi gì nổi. Em cũng bị lùi nướng chứ. Ở lúc đó mà mũi chồng em sao ta? Đen mượn ốm xấu quá à. Chỉ là bây giờ đẹp lên là chắc là do nhà bà xã tốt đúng không? Dạ. Cái này tự tốt. Rồi cái chuyện tình hai người nảy nở như thế nào? Thì mới đầu thì cũng nói chuyện mấy câu thôi, nhưng mà cảm thấy cũng có cái gì đó mến mến. Được một lần duy nhất à. Mấy lần sau cứ đi tới đó không thấy. Cái tới cô đó nói thôi cô đó đi lấy chồng rồi mẹ ơi. Mày tới đây làm gì nữa? Em cũng cười cười thôi chứ em cũng không dám hỏi. Lúc đó em nhát lắm. Rồi sao gặp lại nhau? Bạn này nhờ cái bé mà làm cho cô đó lấy số điện thoại. Xong rồi cái tối bạn này điện xin lên nhà chơi. Sau cái buổi đó là hai người là chắc là tìm hiểu nhau đúng không? Dạ cũng chưa, chưa? Tại vì em quen bạn hồi trước đó. Toàn người đẹp không à? Cái tự nhiên có ông này lọt vô. Nhưng mà thành đặc sản. Đúng không? Dạ. Mãi sau này tháng mấy hai tháng gì cũng cái mùa mưa đó luôn. Đang ở nhà hôm đó mưa to lắm. Cái tối rồi gọi nói chuyện chắc cả 20 phút đó. Xong kêu anh đi ngủ đây. Mới tắt máy chắc chừng 10 phút à. Thấy ông thình lình trong nhà. Trời hết hồn. Ông đội mưa đi luôn. Dạ. Thấy ông vô rồi cái tự nhiên cái cảm động này mới quen. Dạ. Tức là sau cái bữa tiếp thị là một tháng sau mới chính thức yêu nhau. Đúng dạ không? Chắc phải 2 tháng mấy. Rồi sau cái buổi mà 2 tháng mấy đó thì bao lâu thì cưới nhau? Khoảng 5 tháng mấy à. Là do phụ huynh bảo cưới hay là do ai bảo cưới? Lúc đó tự nhiên cái mẹ chồng kêu chứ thôi mày lớn tuổi rồi lấy chồng đi để làm gì. Cái kêu mà đâu có ai lấy đâu mẹ. Cái mẹ kêu chứ về nói chuyện với mẹ đi rồi bác trai qua. Cái đi đường về cái hỏi anh cưới nha.
ừ cưới. em cưới rồi. Xong ừ cưới rồi về cưới. Vậy là chỉ có 5 tháng. Dạ. Với 2 tháng yêu nhau rồi đúng không? Dạ. Là 7 tháng. Dạ. Các bạn khi cưới nhau về thì chắc chắn là có điều rất rất là nhiều tính xấu lòi ra đúng không? Trời ơi, em gọi là rớt từ trên thiên đàng xuống địa ngục luôn. Ủa? Ngay ngày đầu tiên luôn. Trời ơi, mới cưới về cái hôm đó uống xỉn xong rồi vô mới lấy tiền ở trong phong bì đó đi ra ngoài làm việc gì đó, cái xong rồi lúc em vô thì cái phong bì đó là của cậu của em đưa, cái em sợ là lỡ mà ba mẹ bên chồng nhìn thấy cái phong bì không có tiền lại nghĩ là hay mình lấy, cho nên mới cằn nhằn mới kêu là sao tự nhiên lại lấy tiền trong đó. Cái ông xỉn thôi gắt lên cũng làm ghê lắm. Xong cái em cũng nói lại cái tự nhiên đánh. Hả? Đánh em á hả? Ngay ngày cưới luôn hả? Ngay ngày đầu tiên ổng bị cái tật, có mỗi lần ổng muốn xỉn là ổng giống như không kiềm chế được, cho nên là không muốn ổng nhậu. Nhưng mà sau cái hôm đó lúc em tỉnh dậy, em có biết được cái hành động của em như vậy là quá quá sai không? Dạ, cái lúc đó thì nói chung là hai chồng cũng lời qua tiếng lại thì cũng hơi nóng. Xong thì bà xã ra ngoài thì em nằm trong phòng em ngủ. Thì ngủ vậy thì em không biết em sai. Rồi tối hai chồng cũng ngủ chung chứ không có gì hết. Nhưng mà bà xã thì giận. Nói chung là ngày đầu tiên về là hai chồng giận rồi. Vợ giận em chứ không phải hai chồng giận. Dạ, bà xã giận em. Chị hỏi vợ nó có lần thứ nhì nữa không? Dạ có, mới đây. Mới đây quánh nữa hả? Dạ, bữa đó chọi cái miếng nó đuổi chưa đánh. Em quay lại em đánh lại. Mạng em sợ chạy. Quánh lại luôn. Dạ. Là lúc không em xỉn, làm chị dậu luôn mà đó. Lúc đó ghen. Bán hàng trên mạng á. Cái tự nhiên cái mở ra coi. Coi xong rồi ghen đập cái điện thoại. Cái chọi cái miếng nó đuổi. Bực mình lắm, kêu tôi nhịn ông nhiều lắm rồi nha. Quay lại đập lại. Hoảng ơn bé em chạy mất tiền. Em lấy gì em đập? Đập lại là... Mới đầu thì đập bằng tay. Sau xách cái cây gì. Dí luôn. Tính quá mà. Quê rồi nghe. Ba lần bại. Rồi chạy luôn hả? Chạy, chạy thiệt luôn á hả? Bỏ chạy. Cái mặt vợ em dữ không? Dữ lắm chị. Rồi ôm con chạy luôn. Anh muốn hỏi mà lúc suy đó, nghĩ của em lúc đó như thế nào? Tự nhiên làm vậy em cảm thấy bực mình lắm. Tại vì trước á là em ở nhà không à. Cái anh này cứ thỉnh thoảng lại nói là vợ ở không. Trong khi ở nhà con cái rồi đủ thứ việc nhà hết. Bực quá nghe ông làm vậy tự nhiên nó nổi cơn. Tức nước dở bò. Nghĩ trời đứng lại chắc đánh chết. Em thì lúc đó cũng giỡn thôi. Tại vì cái điện thoại để thì em coi. Mà bán hàng trên mạng á thì em cũng không có nói gì. Mà thấy toàn là nam vô trong chọc không à. Có mua gì đâu. Cho em mới bực mình em mới đập cái điện thoại. Xong em mới cầm cái miếng nó đủ em chọi vô người. Xong thấy quay lại dữ quá thì có con bé con thôi. Thôi em ôm em chạy đi cho rồi. Lúc đó là chồng em không có xỉn đúng không? Không. Giả sử như cái bữa đó chồng em có rượu có bia, xỉn em quánh lại không? Không, nếu mà có rượu có bia thì em sẽ dẫn hai đứa bé đi. Trong cái lúc xỉn là ổng không thể kiềm chế được. Chứ còn cái lúc này ổng kiềm chế được, ổng biết là ổng còn có con, còn có vợ đó, còn gia đình nữa. Thì mình mới muốn làm một lần để cho ổng biết cái cảm giác. Hôm sau ổng hỏi, vợ đánh anh vợ có sót không? Trời đất ơi. Em hỏi, ủa gì tính đó anh đánh tôi anh có sót không? Okay. Ổng ngồi yên. Giờ chị muốn hỏi nè, cái lý do gì để mà em vẫn sống với ảnh? Ảnh nói chung mà chỉ có cái lúc xỉn cũng vậy thôi. Còn bình thường thì ảnh cũng khá là tuyệt vời. Nói chung mà đi làm về thì công việc nhà rồi này kia làm hết. Rẫy vườn rồi làm hết. Như tối ăn cơm xong cái đi rửa chén cũng đi rửa phụ. Đó là một lý do, còn bên nhà chồng thì sao? Ba chồng em phải dùng một từ là ông rất là tuyệt vời. Tức là một lý do nữa là vì bố mẹ chồng. Dạ. Nói chung mà em thì từ nhỏ tới lớn là không có ba. Cho nên về có ba chồng em á là em thần tượng ông dữ lắm. Thương con, thương vợ, tất cả lo cho gia đình hết. Cái lúc mà mẹ em mới mất á là đàn ông thì trước mặt mọi người em không khóc. Nhưng mà lúc mà ở một mình là ông cứ hay lấy hình ra ông coi rồi ông khóc một mình ông. Xong rồi trong cái thời gian nó giống như bị khủng hoảng. Thì ông hay bệnh. Tới bây giờ thì đỡ hơn nhiều. Nhưng mà bây giờ tụi em ở chung với ba. Dạ. Chăm sóc cho ba trực tiếp. Ba có hay coi tivi không? Dạ có, ba hay coi Vợ Chồng Son. Rồi hay coi Bạn Muốn Hẹn Hò. Vậy tại sao ba mình không nhân cơ hội này mình nói cái lời yêu thương của mình với ba đi. Dạ. Nhân đây thì con cũng muốn nói với ba là thật sự là trong lòng con á, con thương ba rất là nhiều. Con cũng hy vọng là ba sẽ luôn luôn khỏe mạnh như vậy. Ba đừng có nói là ở mai tao chết nữa. Con sợ điều đó.
Con không muốn ba mất. Con muốn mình có ba. Em. Dạ. Em có điều gì muốn nói với ba không? Thật sự trước giờ con chưa bao giờ nói một câu là con thương ba hết. Nhưng mà tình cảm của con là thông qua những cái việc làm, chứ con không có dùng lời nói được. Có những lúc con đi làm, con muốn chăm sóc ba, nhưng mà công việc con nó cũng hơi nhiều, nên con đôi lúc đành để lại cho vợ con chăm sóc ba nhiều hơn. Con cũng rất mong ba thật là nhiều sức khỏe và sống với vợ chồng con thật là lâu. Thực sự từ trước giờ chị chưa có thấy một cái người con dâu nào lại có một cái tình cảm với cha chồng của mình như như là cha ruột như vậy. Rất là xúc động với cái tình cảm của vợ của em á. Thì chị nghĩ rằng á, tiếp nối cái cảm xúc này, hai đứa nên hứa với nhau là đừng có để xảy ra những cái chuyện mà đánh nhau như vậy nữa, thì ba em sẽ vui hơn rất nhiều đó. Đó thì chị nghĩ là nhân cơ hội này á, hai vợ chồng hứa với nhau đi. Vợ em hai lần rơi nước mắt là chị chịu không nổi luôn rồi đó. Vợ ơi, nói chung là từ trước lâu lắm rồi anh đã không còn dùng vũ lực tới vợ nữa. Thì hy vọng hai chồng mình sẽ sống thật là hạnh phúc với nhau, chăm sóc con cái, để con cái ngày càng tốt sức khỏe rồi thành đạt. Chăm sóc ba sống với vợ chồng mình là luôn luôn khỏe mạnh vui vẻ với trời chồng mình. Nói chung là mỗi người giảm một chút. Và cái hình ảnh cuối cùng là cả chương trình như ba với lại anh chị đều muốn tụi em phải ôm nhau một cái. Chắc là cho con xin phép xin cô chú, tại vì con bằng tuổi với lại con của cô Hồng Vân. Hả? Con 94 hả? Dạ đúng rồi. Con cũng xin tự giới thiệu với lại cô chú cũng như là các bạn đang xem chương trình. Thì con tên là Phương Anh, con sinh năm 94. Và hiện tại công việc của con là một người dẫn chương trình và một diễn viên tự do. Ồ vậy đó hả? Phương Anh. Dạ đúng rồi, Phương Anh. Phương Anh đang có tham gia những chương trình nào không? Hoặc là những cái phim ảnh nào không? Dạ hiện tại thì con đi những cái phim ngắn ở trên YouTube ạ. Là MC thường là dẫn chương trình cho các sự MC kiện gì? MC thì thường là con sẽ dẫn cho các đài, ví dụ như là VTC, HTV. Rồi cũng có dẫn sự kiện ở bên ngoài. Chào Phương Anh. Em bé mấy tháng rồi? Dạ hiện tại em bé được hơn 3 tháng rồi. Vậy đó hả? Chúc mừng. Trời ơi, 3 tháng mà thấy phẫn phẫn ghê. Tại hay luôn á, chị nhìn cái chị biết liền. Tại bình thường á, người của con là kiểu ốm á, cho nên là khi mà mặc những cái đầm ôm là rất là dễ thấy bụng luôn. Chúc mừng con. Không biết, không biết. Trời ơi, tôi nhìn lại cảm những người mẹ chứ. Rồi mời con. Dạ, xin trước tiên chào chú Thuận, cô Hồng Vân. Con là tên là Cao Trí, con 21. Con đang làm về ngành F&B ở bên quận 2. Con là 2001. 2001. Cái này là 1994. 2001. Giờ cách nhau 7 tuổi. Số đẹp. Đây chú thích số 7. Không, nếu vậy là con là hơi bị chững chạc đó nha, nhìn không có chênh lệch gì hết trơn. Thực sự nếu mà con không nói là không biết luôn á. Cho nên cô nghe cái 21 mà cô không biết là gì. Không, em là em là tính liền luôn á, tính liền con số luôn á. Nhưng mà đó ý là chị không nghĩ đến cái chuyện là tuổi tác luôn á. Tại vì nhìn nó xem nhau. Hoàn toàn là không có ý, thấy ý là con già hay sao hả? Không, bạn này già. Không, bạn này cứng cáp hơn. Bạn này cứng, gọi là ý của nó là cứng cồi, cứng cáp. Mà nhìn không có chênh lệch gì, thành ra nó nói 21 là chị không có để tâm đến cái chuyện mà vậy đó hả con? Nhưng mà Trí là công việc đó là công việc gì? Trí chia sẻ thêm đi. Dạ, cháu làm ở một gọi là bartender á. Rượu. Ở quận 2. Dạ, ở quận 2 ạ. Dạ. Chắc có lẽ là cô này là trong một buổi tối là đi club hay đi cái chợ nến, một cái bó nơi tán mà làm. Lần đầu tiên thấy chú Thuận đoán đúng được 100% luôn. Chính xác nguyên cái số này là của em. Như vậy bữa nay em được cấp bằng luôn nè. Hồi nãy là 10%. Hồi nãy là 90%. Bây giờ là 100% luôn. Bây giờ là 100% luôn. Đúng không? Dạ đúng. Yes. Đi đến quán bar rồi uống. Dạ đúng, gặp quán rượu. Rồi gặp ông bartender này, ông ấy rượu cho con đúng không? Dạ đúng rồi. Wow. Và hai người để ý nhau và quen nhau. Dạ thật ra cái khoảng thời gian đó nó cũng dài lắm. Tại vì
thật sự đây con cũng chia sẻ một xíu, chắc là chia sẻ luôn về cái câu chuyện con gặp nhau. Rồi. Dạ, là thời lúc cái thời điểm đó là mới vừa hết dịch xong, thì tụi con cũng muốn đi chơi bưng ở những cái quán đó. Rượu, dạ đúng rồi, thì tới quán quán đó thì lúc đó là mới vừa hết dịch mà nên mọi người ai cũng đeo khẩu trang hết, không có thấy mặt nhau được hết, thì cái tính của con lúc đó còn đang còn độc thân, cho nên là còn bay nhảy lắm. Xong rồi đi thì kiểu tiêm mấy anh coi có quán có anh nào đẹp trai, mình cũng chỉ muốn là giỡn giỡn vui để trong cái buổi đó nó thật là vui thôi. Xong cái thì tiêu trong cái quán đó thấy anh này là đẹp nhất, đẹp, nhìn ngoại hình là kiểu mình ưng nhất, đẹp nhất, thì cũng kiểu nói chuyện vui rồi làm quen với nhau thôi. Nhưng mà lúc đó thì không có ý định gì hết, và sau đó thì con về là phải 2 tháng sau thì lúc đó con mới quay trở lại cái quán rượu đó, mới gặp lại, thì lúc đó mới bắt đầu chính thức là làm quen với nhau. Tức là lần thứ nhì. Dạ đúng thế rồi. Thế nhưng mà con á, khi mà bạn này về rồi con có cái cảm xúc gì với bạn không? Lúc đó là bạn này đang có người yêu cô ạ. Chắc nghĩ là giống như là kiểu khách cô hàng này cũng giống rồi. Như biết bao nhiêu cô gái đến đây uống rượu thôi, đúng không? Nhưng mà sau 2 tháng sau gặp lại thì chắc lẽ là bên này mới chia tay. Dạ không, vẫn còn đang có người yêu luôn. Vẫn còn. Dạ đúng vẫn rồi. Còn chị. Bên đây chị dở quá. Thôi chị nên là chị, quốc, bên đây chị nên là một chị số 1 đi. Chị người chị số 1. Trời. Sao được, cái đó là để cho em. Để không cho được, em phải là ông mụ. Không, em kim luôn rồi. Tại bữa giờ không ai nhờ chút trơn á, nữa mỏ. Ôi thiệt khổ. Chứ nên đoán đó. Rồi sao nè? Rồi 2 tháng quay trở lại có cái gì đó khác khác không? Thì thật ra trong đầu con cũng không nghĩ gì hết. Tại vì trong khoảng thời gian đó thì con cũng vui chơi rất đang rất là thoải mái với cái cuộc sống của mình. Thì cho lúc đó lúc mà gặp lại bạn này thì con bé em của con làm trong cái quán đó thì cũng giới thiệu là cái bạn này là hồi cái bạn trước mình lúc chị làm quen nè. Xong chị nói, cái con mới nói là vậy hả? Rồi thôi không nói gì hết. Thì lúc đó cũng nói chuyện vui với bạn này mà lúc đó bạn này đang có người yêu. Xong rồi con mới nói bạn này thì thôi, trước giờ con cũng hay tính làm quen người này người kia, nhưng mà với những bạn mà đã có người yêu rồi thì con tránh xa ra. Con không bao giờ muốn mình là cái người bước vào cái cuộc tình của người ta, vì con đã từng đứng trong cái vị trí đó rồi thì mình rồi cảm giờ sao hai đứa đến được với nhau nè. Rồi nên lúc đó là con không nói chuyện với bạn này luôn. Phải tầm 1 tuần 2 tuần sau thì bạn này là người chủ động nhắn tin lại với con, thì lúc đó bạn mới chính thức là chia tay người yêu rồi. Có nghĩa là con gặp bạn này xong rồi con về chia tay người yêu đúng không? Ủa 1 tuần sau à? Dạ đúng rồi. Con tuần sau là nhắn tin rồi. Đúng trong rồi. Khi họ tuần trước vẫn còn yêu. Dạ đúng mà rồi. Mà tại sao tuần nên sau? Là lúc đó con thì không có tin vào con nhìn bạn này lúc vậy nào. Vậy là có phải là do nguyên nhân là do cô gái này? Thì đó, lần thứ hai gặp nè. Xong sự rồi trở lại của cô ấy. Dạ cũng là gọi là 50% do cô gái này thôi. Còn 50% thì do câu chuyện của cuộc tình trước của con. Nên con mới có quyết định như vậy. Nhưng mà thật ra là Cao Trí có để ý cô gái này đúng không? Dạ thật ra thì dạ có, nhưng mà kiểu lúc đó con để ý kiểu cũng cho vui vui thôi, con cũng không có để ý gì nhiều. Vui gì xinh chết rồi, vui vui gì. Dạ thì đó xinh nè, rất nhìn là rất là dễ có thiện cảm á, chú nói thật á. Dạ cảm ơn chú. Đúng không? Dạ nhưng mà lúc đó con cũng để ý con vui 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 thôi, tại vì cái công việc của bạn này là ở quán bar thì gặp rất là nhiều người. Dạ đúng rồi, nên là con chỉ là một trong những số ít trong đó thôi. Nhưng mà con nhắn cho một mình cổ thôi hay là nhắn cho nhiều cô? Dạ nhắn cho một mình. Dạ kiểu con lúc đó mà con có cái tính là con nhắn ai thì con sẽ kiểu nhắn một mình thôi. Ủa nhưng mà này con, sao chia tay á, người ta buồn lắm, người ta đau buồn lắm, người ta chỉ chưa có nguôi cái mối tình đó, sao con lại nhắn tin liền để mà chia sẻ với cô gái này? Dạ thì ra thì nếu mà một trong hai bên mà có cái người khác hoặc là có chuyện gì khác á thì nó sẽ buồn. Còn đây là kiểu chia tay trong êm đẹp á, nên là mọi thứ nó cứ bình thường với lại con cũng chia sẻ là cái tính con nó hơi vô tâm một tí, nó hơi vô cảm, kiểu dạng hơi vô cảm á, không có cảm xúc gì nhiều, nếu mà chia tay không có cảm xúc gì nhiều lắm. Bởi chia luôn. Dạ đúng rồi. Cái gì mình quyết định là mình quyết định luôn. Mà chưa đủ yêu đó em ơi. Con chưa đủ yêu đó chứ con mà yêu rồi nó đau lắm con. Đau lắm. Đau lắm. Lúc đó là thì... con không có hề tin bạn này luôn. Tại vì con mới nói hồi trước giờ cái luật mà con đặt ra cho bản thân con đó là ít nhất là cái người đó phải chia tay ít nhất là 3 tháng thì con mới bắt đầu làm quen. Nên là lúc đó con kiểu bạn này có nhắn tin con chỉ nghĩ cho vui thôi, không có suy nghĩ là sẽ đi tiến tới với bạn này hay là có gì hết. Và bạn cũng giải thích với con là do cái cuộc tình trước có một số vấn đề xảy ra rồi chứ không phải là bởi vì con, nhưng mà đàn ông mà cô nói gì chả được đúng không? Nên là không có tin thì
khoảng thời gian dài thì bạn là cái người mà từng ngày thuyết phục con. Dài là dài bao lâu? Chắc cũng gần một năm rồi nè. Gần một năm, dạ, năm luôn, dài thiệt. Chứ chị tưởng tuần mấy. Dạ. Tại vì có nhiều lắm em, nó nhiều cặp nó đến với nhau. Dài bất ngờ luôn. Giận nhau mà dài nhất là 24 tiếng. Giận tới một ngày trời. Ít hồn. Cái điều gì mà để cho con cảm thấy tin tưởng ở bạn này? Tại vì nói về số tuổi thì con cũng lớn hơn, dạ, đúng rồi, kinh nghiệm sống cũng hơn, đó, sự va chạm ở ngoài xã hội cũng hơn. Thì vì điều gì khiến con cảm thấy tin tưởng và quyết định này? Và quyết định là yêu đó. Đó. Dạ, thật ra có nhiều lý do lắm. Tại vì bạn này là một trong những cái tình huống mà nó hơi chém ngay một xíu là bạn luôn phạm phải những cái điều mà con tự đặt ra cho bản thân mình là con sẽ không bao giờ quen những người như vậy. Là hồi trước giờ con quen những người lớn tuổi hơn, tại vì bằng tuổi con cảm thấy mình bị già trước tuổi á. Xong rồi kiểu bị trẻ con quá thì rồi, nhỏ tuổi hơn nè, nhỏ tuổi hơn là không quen. Rồi ngay cả cái việc bạn đang có người khác là hai cái rồi. Hai cái. Ở gì xong nữa? Rồi làm trong cái lĩnh vực nightlife, cái lĩnh vực ban đêm đó là con biết là ba cái luôn. Dạ đúng rồi, là kiểu không có một cái tình yêu chính thức mà trong khoảng thời gian đó. Thật ra nếu mà nói về độ tuổi thì con không thể nào mà lông bông mãi được. Xong rồi từng ngày thì bạn thuyết phục con. Bạn từ những cái điều rất là nhỏ nhặt bạn luôn để ý quan tâm con. Và bạn là cái người đầu tiên từ hồi trước tới giờ con quen dám dắt con về giới thiệu với gia đình và dám gặp mặt gia đình con. Vậy là sau một năm là quyết định là yêu bạn ấy đó, dạ, đúng không? Và bỏ qua hết ba những cái gì mà mình không thích, hiểu không? Dạ đúng đó. Rồi. Còn con kể cho cô nghe đây, cái câu chuyện mà khi yêu của tụi con á, có cái câu chuyện nào mà tới bây giờ con vẫn còn nhớ không? Câu buồn trí cũng được, dạ, mà vui cũng được, mà chia tay chia chân đồ hay là này cái nọ đồ. Hoặc là lâu lâu con bị say nắng ai đó, ví dụ vậy đồ. Dạ, thực ra thì nhiều chuyện quá, con cũng gọi là kể chắc phải... Cái chuyện nào mà con ấn tượng nhất á? Ấn tượng nhất á? Dạ không, đối với con nhớ hoài á, nhớ hoài á. Bạn phải mang một câu chuyện đến với chương trình Vợ Chồng Son chứ, đúng không? Dạ, câu chuyện là hôm tối hôm đó con với bạn này đi chơi. Thì... con với bạn có tâm sự kiểu con bị thu hút bởi cái tính của bạn này. Bạn đó có chia sẻ với con một câu chuyện mà con không có kể ra được. Rồi không, không dạ, cần, không cần. Xong con bị thu hút, con bị gọi là thu hút xong mà phải quyết tâm là phải theo đuổi được bạn này. À, dạ, đó ấn tượng. Dạ, đó là ấn tượng đầu. Khi... đó là ấn tượng, dạ, đó, nhưng mà còn biết mà là cái câu chuyện đó theo qua như cái câu chuyện của cô bé. Nhưng mà con được biết đó là cái câu chuyện đó là nó có hơi hướng là giống như kiểu con là một người hơi bị quậy phá mà lại ấn tượng với bạn này. Con cũng hiểu lý sao, do vì sao? Tại vì trước giờ những người con quen á thì luôn lúc nào cũng nhìn con với ánh mắt là kiểu một người rất là hiền dịu, kiểu nhu mì, và họ luôn hướng tới là một cái người mà độ tuổi như con thì phải có hình tượng như vậy. Thì lúc đó con lại sau quá nhiều câu chuyện xảy ra thì lúc đó con bỏ hết những cái hình tượng mà tại sao mình phải cứ tạo ra mình là một cái con người, là một người vợ để cho người ta hướng tới, là mình để cưới làm gì. Thì con sống đúng với bản thân con, thì lại là cái người thu hút bạn này. Là thu hút bạn này. Thì có bao giờ hai đứa đi chơi mà gặp người yêu cũ của con không? Nhiều lắm cô. Ông có nghĩa là ảnh là nhiều người yêu cũ hay là một người yêu cũ? Dạ, tại vì thực nhất ra là khi mà con tới, lúc mà còn bạn này còn làm việc thì vẫn còn làm việc chung với người yêu cũ. Cho nên là con đi tới cái chỗ mà bạn này làm việc thì gặp người yêu cũ thường xuyên luôn. Rồi con có bao giờ con bị xử tử không? Bị phản ứng không á? Thật sự ra là tại vì con cũng hiểu được câu chuyện của phụ nữ với nhau á. Thì mặc dù là có lục đục xảy ra trước đó như bạn này kể nha, chứ con cũng không biết là bên kia, tại vì con không muốn tìm hiểu quá sâu về quá khứ của người khác. Thì bước vào một cái mối tình mới mà khi mà người đàn ông mà có một cái mối quan hệ sớm trong sau đó chỉ một tuần thôi thì chắc chắn người phụ nữ sẽ rơi vào trạng thái rất là buồn và tuyệt vọng. Mặc dù là có cãi nhau gì đó đi nữa, nhưng mà một khi đã gọi là quen nhau thì có tình cảm, có đã yêu rồi, thì con biết là cái tâm trạng bạn đó đối với con thì cũng sẽ khó chịu, nói chung là cũng có lời qua tiếng lại. Nhưng mà con hiểu vấn đề đó nên thôi con sẽ chọn cách im lặng. Lời qua tiếng lại là trên internet hay là trong cái nightclub đó? Thật sự ra thì cái mối quan hệ của cái bạn đó với rất nhiều những người bạn xung quanh con đều biết hết. Nó lại có một cái mối quan hệ tình cờ như vậy, là bạn nó không nói gì với con nhưng cứ luôn tìm những người xung quanh con để nói nặng lời và tới tai con. Dạ đúng rồi, là nó sau lưng con. Dạ đúng rồi. Con nhưng xử mà con cảm thấy là kiểu nếu mà có việc gì á thì nói thẳng trực tiếp với con, chứ nếu mà làm phiền những người xung quanh con thì chính con rất là ngại.
Bởi vì những người xung quanh mình đâu có tội lỗi gì đâu mà tự nhiên cái phải chịu những câu chuyện rồi đó. Con xử lý làm sao? Con có tìm bạn đó để nói chuyện thì con có nói là có việc gì hoặc là có cái khúc mắc gì đó, hoặc là có một cái suy nghĩ là con là người thứ ba gì đó thì cứ nói thẳng trực tiếp với con có thể giải thích được. Là vì rõ ràng là khi con gặp bạn này, khi bạn này đang quen bạn đó thì con đã không quen rồi. Thì sau một khoảng thời gian thì bạn đó giống như kiểu không có dám đối diện trực tiếp với con mà chỉ có nói lòng vòng thôi. Thì sau khoảng thời gian thì bạn nó cũng im lặng thôi, không nói gì nữa. Rồi sau đó là im lặng luôn? Dạ đúng rồi. Mà lúc đó con biết chuyện đó không? Dạ con biết. Rồi con có gặp bạn đó để con nói là không nên làm như vậy không? Dạ kiểu đó là một câu chuyện của con gái nên con cũng xen vào. Con né luôn dạ không? Con né luôn, con đứng ở ngoài con nhìn luôn. Bây giờ bạn đó chửi nhau để hai bà tự dạ, xử lý. Bây giờ bạn đó còn làm chung với con không? Dạ bây giờ lúc đó là con làm ở quận nhất. Bây giờ con chuyển sang quận 2. Chuyển qua quận 2 rồi. Cách hai thành phố rồi. Đó. Dạ, đúng rồi. Một thành phố Sài Gòn với thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức rồi. Thôi, giờ thôi cũng được rồi. Rồi sau đó là bao nhiêu lâu hai đứa làm đám cưới? Dạ. Khi mà là gần một năm sau là tụi con quyết định là đi đến hôn nhân. Là cưới được bao lâu rồi? Dạ cũng được nửa năm. Nửa năm rồi. Em bé vậy 3 tháng. Về ăn chơi được có mấy tháng vậy là coi như dính bầu luôn. Dạ anh chắc ăn chơi chán. Có một câu chuyện con cũng chia sẻ một tí xíu là ban đầu con không có chịu cưới. Tại vì con nói là con là một đứa trong cái thời điểm mà con đến với bạn này con không tin vào tình yêu nữa. Con cứ nghĩ là thôi mình quen mình để đó thôi. Mà bạn này lúc nào cũng dục cưới hết. Lúc nào cũng muốn là cưới đi. Mà con không hiểu tại sao con lớn tuổi hơn bạn. Bạn sợ ế sao bạn cứ đòi cưới hoài không, cái vấn đề tuổi tác. Cái bọn con trai nó vậy đó. Cái vấn đề anh tuổi Bin tác. Anh Bin ở đó là yêu chị Thúy Nga đó. Thúy Nga lớn hơn anh Bin là nữa hả? 3 tuổi. 3 tuổi hả? 3 tuổi. Ồ, nhưng mà Thúy Nga nó già dặn hơn em nhiều. Không có đâu, nghĩ sao mà cưới. Bà đó nghe bây giờ là bên hải ngoại người ta biết luôn rồi đó. Ủa, rồi thì ai giờ, cũng hỏi cho nó. Thì giờ cái sự thật nó vậy thì mình nói vậy thôi. Anh yêu thầm chị Thúy Nga. Dạ. Biết chị Thúy Nga không? Dạ biết. Đó, cô Thúy Nga đó. Rồi nhờ vậy mà cô Thúy Nga giờ chưa chồng luôn đó. Nó nghe nè, nhưng mà khi cái vấn đề tuổi tác á mà nó lộ ra đó, mà con biết con nhỏ hơn bạn Phương Anh này khá là nhiều tuổi. Thì nó có cản trở trong cái việc gọi là tình cảm của con khi mà con đến Phương Anh không? Dạ lúc dạ đầu con, á nha. Dạ không biết. Dạ con bình thường à, do kiểu con gọi là đi làm sớm nên cũng đụng chạm nhiều vậy. Nó không thích cho nên nó mới đòi cưới. Nhỏ này không chịu cưới mà này cứ đòi cưới đây đó nè. Thì bởi em đang hỏi là cái giai đoạn mà đó. Khi mà mới biết tuổi á thì đó. Em muốn hỏi để em coi có giống cảm xúc của em hồi đó không. Đó chị Nga không chịu muốn, hồi đó là chị tuổi, Nga tâm tư của mình không á chú chứ chị Nga không có gì hết trơn nha. Chị Nga không có chịu xong chị Nga mới đi Mỹ đó. Dạ. Không, tôi chỉ thích Cát Phượng thôi. Rồi sao nè, bây giờ lấy nhau về rồi mấy năm mà dạ tụi con mới có được con mấy tháng sáu tháng rồi đúng rồi nửa năm rồi sáu nửa năm ở với nhau thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Thật ra là con không biết chồng con suy nghĩ sao về con, nhưng mà tật xấu của chồng con thì trước đó là con đã thấy rồi. Nhưng mà kiểu mình cũng nghĩ là sẽ nó không có phải là một vấn đề quá nhiều á. Là cái đầu tiên mà con cảm thấy mình không thích thôi, chứ có thể là người khác thích cũng được. Rất là bừa bộn, con nói là nhà là có một đứa bày và một đứa dọn, cứ đi về là xả ra, đi về là xả ra, xong rồi làm cái gì cũng xả ra. Xong con cứ, tại vì cái tính con rất là cầu toàn và kỹ tính luôn, cứ đi đâu thấy khó chịu nó không có nằm trong cái sắp xếp của mình là bực bội liền. Nhưng mà mình dọn một lần xong rồi mình đã nói rồi, anh ơi nhớ để này vô. Ok, lát nữa anh dọn mà. Xong lát nữa mình cũng không thấy dọn, phải tầm 2-3 tiếng sau tới mình dọn. Đúng rồi, cái mình phải đi dọn. Xong con hỏi là tại sao anh không dọn, thì một lát nữa tức là khi nào mà anh đứng lên nó là một lát, không biết khi nào anh đứng lên. 10 người hết 8 người vậy rồi con. Sao cái con phải cứ đi dọn nó? Đúng là nhà mà hồi trước tới giờ ở nhà con á, con kiểu là một cái đứa được cưng chiều, là mình không bao giờ phải đi làm cái gì hết. Cuối cùng giờ mình phải làm ổ xin. Dạ đúng rồi, xong rồi cứ bày ra xong rồi mình cứ phải đi dọn vô. Mỗi lần mà dọn vậy bà có cằn nhằn không? Dạ thì chỉ hơi ràm thôi. Để chuyển qua bên kia rồi bây giờ nè, bừa bộn còn gì nữa? Rất là xài luôn cô. Sang. Dạ, xài sang phải không? Dạ không, không sang á, lâu á. Dạ đúng rồi. Rùa đó. Từ hồi quen con đã như vậy rồi. Là chậm chạp á phải không? Dạ đúng rồi. Mặc dù là con biết là hồi đó là rất là chậm trễ, là con không biết lý do tại sao là luôn đi trễ. Con cứ nghĩ là chắc là do quên hay gì đó, nhưng không. Ví dụ như tới giờ hẹn đi thì mình tính con gái rất là kỹ tính mà đi ai chơi ngờ. Với con trai. Ai ngờ ổng điệu hơn mình luôn. Xong cái mình đã phải chuẩn bị rất là kỹ rồi, cái con đã phải gọi trước là hơn một tiếng đồng hồ là để là biết là chắc chắn là sẽ đến đúng giờ. Không,
nhưng vẫn lại trễ. Điệu, lo điệu đúng không? Sao con không biết là làm cái gì mà cứ sùn sùn. Nhưng bây giờ con đã biết lý do tại sao chưa? Thì cứ vậy đó cô, cứ nói chung là có không biết sùn sùn sùn. Trước khi ra nhà, trước khi ra nhà là phải làm mấy miếng. Dạ đúng rồi. Làm mấy mẫu miếng. Mà chứ không phải là điệu không? Hoặc là cứ quên đồ, ví dụ như con nói là có những cái đồ mình để đúng cái vị trí của nó thì mình sẽ nhớ, không để quên xong rồi cứ chạy xuống, chạy lên, chạy xuống. Cái đó này nó là liên đới của cái sự bừa bộn đó. Thành ra là mình bừa bộn biết để đồ đâu phải đi kiếm. Kiếm thì trễ giờ, vậy thôi. Chính rằng thứ nhất nè, một là bừa bộn, hai là sàn. Dạ đúng rồi. Rùa. Mà kiểu con gái mình một hai lần thì không sao, nhưng mà nhiều lần mình thành ra bực bội á cô. Trong khi bả là làm bên truyền thông. Là người cần phải có phải đúng ra cái người sàn phải là bà. Dạ đúng rồi, mình con gái mình không sàn thôi chứ đàn ông trai. Rồi tiếp nữa nè, tiếp nữa là có còn gì nữa không nè? Có nghiện rượu, nghiện bia, nghiện game gì không? Dạ không, cái đó thì bạn này thì không có. Thì chỉ có hai cái đó thôi. Có hay nhắn tin với gái thả bơm lai cho gái không? Trời, con là cái đứa mà hồi trước tới giờ nha, là không hiểu sao những người trước con quen á là hay có cái tính đó. Nên là lúc mà con quen bạn này á là con đã phải mò dữ lắm luôn á. Có những lúc mà con ngồi con phải mò từ Facebook qua Instagram qua Zalo mà không có tới... gì hết. Không có gì hết, không có một cái gì để con ghen luôn. Con tức là vậy, nhiều lúc con phải tự kiếm chuyện để con ghen. Không như tin hồi nãy bạn có nói mà bạn đã nhắn tin với ai rồi là chỉ có một người đó thôi chứ không có ai khác. Thôi chúc mừng con. Sẵn như hỏi mong muốn thay đổi đi, con có muốn chồng con thay đổi điều gì không? Nếu mà thay đổi thì con chỉ mong là bạn lo nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Tại vì con biết là ở với cái lứa tuổi của bạn thì con cũng không thể nào bắt bạn là phải như một người đàn ông trưởng thành được. Nhưng mà kiểu thời thế nó ép bạn vô cái công việc là bạn có gia đình, làm chồng, làm gia đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bạn tự phải làm mình lớn hơn và trưởng thành hơn để nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Nãy bạn tự bạn nói đó, bạn là người vô tâm đó. Đó, vô mà tâm. Bây giờ sắp tới là vô tâm với con. Sắp tới là có em bé rồi, có con rồi. Mình làm cha rồi. Như là cái chuyện vô tâm nó nguy hiểm lắm nha. Rồi bây giờ tới con đó Cao Trí. Dạ. Cô ấy có những cái tật xấu gì? Dạ. Dạ không, tật xấu thì nói chung là cũng gọi là dựa trên cái tính cách thôi, là kiểu hay giỏi. Hay giỏi. Con là một con người kiểu ít nhắn tin với phụ nữ gọi là xung quanh con. Nhưng không, tối gì ngủ mơ, sáng dậy giận. Một tháng nào cũng mơ, một tháng nào cũng mơ, tháng nào cũng mơ luôn là cứ đều một tháng là một hai lần, ghen mộng. Mà con lơ tơ mơ, con không biết cái gì luôn đúng không? Dạ, tự nhiên ngủ dậy sáng là phải dỗ. Biết rồi, con... ghen mộng. Tại vì... xong rồi ghen, xong rồi mơ, xong rồi áp đặt cái đó cho con là con mới đi ngoại tình gì rồi đó. Trời ơi, tháng nào cũng mơ luôn, mà mơ một lần mỗi người luôn. Lúc mà con đến với bạn này là con không tin vào tình yêu. Con nói là con đàn ông mà. Hồi đó con tin là 90% đàn ông sẽ ngoại tình. Nhưng sau khoảng thời gian dài con trải qua thì con tin là 100% đàn ông ngoại tình. Chỉ có là vợ biết hay không thôi. Nên lúc con đến với bạn này con là một người cực kỳ tiêu cực. Con không tin gì hết. Thì bạn là người thuyết phục con từng ngày, con mới đồng ý tới chuyện đám cưới. Cái xong rồi, nên là ngay cả tới lúc đám cưới á, nhiều lúc tự nhiên cái mình nằm mình mơ. Thì mình nghĩ trong đầu là chắc là phải có cái gì đó nó mới có cái giấc mơ đó. Chứ bình thường tự nhiên đâu có cái giấc mơ đó đâu. Bà suy nghĩ quá. Đúng rồi. Ra nó rồi, suy nghĩ nhiều quá xong cái, mơ. Cái giấc mơ. Dạ đúng rồi. Trong lúc ngủ. Con nói mà đâu chịu tin đâu. Bây giờ còn không con? Dạ mới... cũng còn. Trước khi đi quay luôn làm mơ, làm chập đi quay xong mới đi quay mà. Rồi còn gì nữa không? Đặng xong cô nói được cho nghe nè. Dạ tính gọi là sao kỹ tính quá. Dạ đúng rồi. Dạ cầm ràm. Câu toan, câu toan kỹ tính. Kiểu nó hơi vô guồng quá, giống như ở trong quân đội vậy. Tại vì ông bừa bộn thì bả chắc chắn có cầm ràm mà. Con lâu con cũng dọn nhà, con cũng dọn mọi thứ nhưng mà kiểu hơi vô guồng quá. Bây giờ nè, cái khoảng cách tuổi tác có bao giờ thể hiện mình là người chị, một người kinh nghiệm, một người được sống lâu, sống lâu hơn cho nên là hay dạy dỗ hay la đó, hay la dạ thì có không, hay la mình dạ không? Có la nhưng mà la những thứ mà con sai thôi. Đúng rồi, thôi đúng rồi. Nhưng mà kiểu la hay la là cái vụ con hay sàn thôi, chỉ có la mỗi vụ đó thôi chứ còn lại con cũng nói chưa biết là ai va chạm nhiều hơn ai nên cũng hay dạ thôi vậy là được rồi. Đó, quá ngon. Cái mà trong cuộc sống á mà cái người vợ mà hơn tuổi mình á là cái người chồng ta sợ nhất, cái kiểu mà luôn luôn người vợ coi mình là cái người kiểu như là người nhỏ hơn, chưa trưởng thành, là cái đó là cái sợ nhất á. Là tại vì người ta luôn luôn người ta cảm giác là giống như là người ta chưa phải là một cái chỗ dựa vững chắc cho cái người người vợ của mình. Mà cái đó là cái đàn ông ta tối kỵ á.
Thành ra là con mà không có cái tính đó như vậy là rất tốt. Có nghĩa là rất tốt luôn. Rất là tâm lý á. Bây giờ là chung quy chỉ còn lại mình cái gọi là ghen mộng á em. Ghen mộng. Cô nói cho nghe, khi mà con đã xác định là khi mà con đến với bạn này, con xác định 100% đàn ông là ngoại tình rồi, thì giờ con đã biết như vậy rồi, con xác định như vậy rồi, nhưng mà con vẫn lấy bạn, thì có nghĩa là con đã chấp nhận cái cái kết luận của con rồi, đúng không? Thì con cứ nghĩ đến cái điều là gì nè, từ cái ông thủ tướng ông cũng có bồ, con cứ nghĩ đi, đúng không? Rồi những cái người nữ, những cái nữ minh tinh mà phải là nhất thế giới và đẹp nhất thế giới vào trong top, gọi là top 100 người phụ nữ đẹp nhất thế giới mà ông chồng vẫn ngoại tình, đúng không? Thì con phải nhớ vậy nè, nó là thuộc tính của đàn ông rồi. Mà bây giờ đến thời đại này rồi là không phải chỉ có đàn ông ngoại tình mà đàn bà cũng ngoại tình nữa. Đó là mình đương nói là cái mặt bằng chung của tất cả mọi người, của cả cái xã hội. Còn nếu như trong gia đình của mình tiết chế hoặc là mình chận cái việc đó được bao lâu, được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Còn trong trường hợp mà cái chuyện đó có xảy ra thì đã trong cái phần lường trước của mình rồi. Cho nên không có việc gì mà mình phải bận tâm, mình suy nghĩ cho nó mệt. Đúng. Con hiểu với cô không? Dạ, con hiểu. Cái phần xác không là cái gì hết, ăn thua là cái phần hồn thôi. Đúng không con? Dạ. Cô nói thì cô hỏi thì con chứ, ngày nào con cũng ăn phở con chịu nổi không? Ngán thấy mồ, đúng không? Cũng phải đổi qua mì hay là cơm chiên, cơm ơ đồ, đúng không? Dạ. Thì cái việc đó nó cũng giống như là món ăn thôi. Đúng không? Dạ. Cái người đàn ông mà họ đi ngoại tình như là một món ăn mà họ muốn thay đổi, họ cần thay đổi. Nếu như chồng mình có là trong cái phần lường trước của mình rồi nha. Dạ, đúng còn rồi. Nếu chồng mình không có, quá tốt. Dạ. Thực sự nhiều khi con có tin không, nhiều khi cô cái này cô thôi nha, cô muốn khuyên ai đâu nha, nhưng mà cô thấy nếu như bây giờ mình như thế này, nhiều khi mình không có đủ sức khỏe, hoặc là nhiều khi mình sao ta, mình cũng bị nhiều. Thời gian nhiều, mình làm việc nhiều quá mà mình bắt chồng mình á phải chịu đựng mình quá nhiều, tự nhiên thấy tội nghiệp ổng. Tại vì cuộc đời con người ngắn ngủi lắm và rất vô thường. Con người ta sinh ra phải được hưởng thụ tất cả những cái gì mà cuộc sống cho người ta, rồi tự nhiên bây giờ mình chặt mình tém lại, tự nhiên bắt chồng mình khổ thì cũng tội cho chồng mình. Còn ví dụ như mình không có nhu cầu đó, và mình có một cái nhu cầu khác, ví dụ như là mình làm cái việc này mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình happy, vậy là mình sung sướng rồi, đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì thành ra cô nói con là bây giờ đang có em bé, đúng không? Dạ. Đang có em bé, mình phải lo sức khỏe về thể chất, sức khỏe về tinh thần cho mình và cho con cho của em mình bé. Đúng không nè? Dạ. Nếu mà mình suy nghĩ nhiều quá, mình cả nghĩ nhiều quá, mình suy diễn nhiều quá là mình sẽ bị gì con biết không? Sau khi sanh là rất dễ bị trầm cảm. Đó. Đó, cho nên là đừng có dạy mà như thế mình khổ. Con mình khổ chứ không ai khổ. Con cũng nghĩ như vậy. Đúng, cho nên con phải delete hết những cái gì mà cần con delete. Con cũng nghĩ lường trước được cái câu chuyện là con có suy nghĩ là đàn ông sống với mình mà nó chỉ là 60 năm, 70 năm thì bây giờ mà bắt người ta luôn luôn ở bên cạnh có tình cảm với mình như hồi lúc mới yêu thì rất là khó. Nên con chấp nhận là có thể do bản tính của đàn ông, họ có thể đi ra ngoài tìm những niềm vui, nhưng họ biết xác định đâu là nhà. Chính là xác. Được rồi. Nhưng mà nhiều khi nghĩ lại cũng hơi chạnh lòng, hơi buồn một xíu nếu như mà chồng mình như vậy á con. Nên là kiểu lâu lâu kiếm chuyện vậy thôi. Đó là lo xa đó. Cái đó là lo xa đó. Còn con, cô nói là bây giờ vợ con đang như thế này á, thì bằng tất cả mọi cách con phải tạo cho vợ con một cái niềm tin là đúng rồi. Dạ. Ngày nào con cũng nâng niu chiều chuộng đúng như rồi. Bà chứng tuyệt vời đúng rồi. Đó là như nhưng vậy. Mà cứ suy nghĩ vậy là thì từ từ bớt suy nghĩ. Hồi nãy về chính nghĩ vì cái câu mà con nói á, thật ra là con nhỏ hơn nhưng mà chưa biết ai ra đời sớm hơn. Dạ. Cho nên chính cái câu đó của con, chú đánh giá rằng con rất là trưởng thành. Rất là trưởng thành luôn, rất là chững chạc luôn. Rất là chuẩn mực luôn. Và hy vọng ngoại hình á thì cũng đã cứng cỏi gọi đúng là rồi. Như là hơn con á. Già hơn Phương Anh luôn. Thiệt luôn á. Đó, nhưng mà bây giờ chú chỉ có một cái chia sẻ với con, có nghĩa là vợ đang trong cái trạng thái sắp tới sẽ yếu đi nhiều, thậm chí là làm việc sẽ ít hơn. Cho nên cái việc bừa bộn mình phải sắp xếp lại. Đúng rồi. Bớt lại. Và thậm chí là phải làm việc nhiều hơn. Vợ nó kỹ quá, nó sạch quá. Nghe, nghe chưa? Để cho vợ vui. Vợ vui thì con nó vui. Đó, vợ mà lâm bồn, vợ đẻ mà trong cái tâm trạng là vui vẻ, hạnh phúc thì con nó sẽ xinh, sẽ đẹp, sẽ vui hơn. Cô chưa nói nha. Nó mà sạch sẽ như vậy là mình lời á. Con mình lời, tại vì sau này con mà kim nó bò đó con. Cái sàn mà con tưởng tượng mà nó dơ là tội con lắm luôn á. Không, từ khách bạn này sẽ thay đổi nha. Các bạn đã không lựa chọn cái việc là chúng ta gặp nhau như thế nào, nhưng mà trong hạnh phúc là các bạn đã lựa chọn và lựa chọn rất đúng.
Và chúc mừng hai bạn đã tìm được cái người bạn đời rất xứng đáng, rất hợp với mình. Chúc mừng các bạn, bởi vì các bạn là hạnh phúc, là lựa chọn. Cảm ơn cô chú. Rồi.